Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh giá sản phẩm của iDuoYo. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một trong những cặp tai nghe với những cái công nghệ rất là mới, với những cái trải nghiệm rất là mới, rất là khác lạ. Oladan, đây là một cái startup mới và họ đang tập trung vào những cái trải nghiệm cho cái dạng open ear này với những cái nghiên cứu rất là sâu sắc. Và hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn chiếc Oladan OVS02. Đây là cái hộp đựng của nó, thì các bạn có thể thấy luôn một cái giải thưởng rất là danh giá Redot. Và đây là một cái sản phẩm có thể sử dụng được cho cả Android lẫn iOS. Ở phía sau cái hộp đựng thì nó sẽ có một loạt những cái thông tin nổi bật nhất của cặp tai nghe này. Chúng ta có thể kể đến như là Bluetooth 5.3 mới nhất này. Và cái tai nghe này thì nó cũng có thể kết nối được với hai thiết bị cùng một lúc. Ví dụ như là chúng ta đang kết nối giữa cái tai nghe này với điện thoại cũng như là máy tính thì nó có thể chuyển đổi một cách liền mạch khi chúng ta sử dụng một trong hai thiết bị. Bên cạnh đấy thì nó còn sở hữu một cái con chip amplifier riêng để giúp cho cái tai nghe này nó đạt được chất lượng âm thanh tốt nhất. Thực ra thì bất kỳ một cái tai nghe true wireless nào thì cũng có một cái con chip âm thanh, tuy nhiên rằng đây là một con chip cao cấp và họ nhấn mạnh vào con chip âm thanh riêng này. Bởi vì nó sẽ mang đến một cái sức mạnh để có thể kéo được cặp driver sinh học có kích thước đến tận 16.5mm. Tiếp đó thì chúng ta sẽ có cái thời lượng pin của cái tai nghe này nó rất là lâu. Một lần nghe của cái tai nghe này nó lên đến tận 19 tiếng và nó có thể kéo dài lên đến cả gần 100 tiếng đồng hồ nếu sử dụng với cái hộp sạc. Nó cũng được hỗ trợ cái công nghệ chống ồn khi đàm thoại, và khi mà đàm thoại thì nó cho cái chất lượng âm thanh rất là trong. Cái này thì mình cũng đã kiểm định rồi, thì trong cái bài đánh giá thì mình cũng sẽ có cái phần test để các bạn thấy rõ hơn điều này. Và đây là một chiếc tai nghe được thiết kế mang lại cho chúng ta cái cảm giác thoải mái, cảm giác gần gũi với thiên nhiên, gần gũi với môi trường xung quanh nhất. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp để chúng ta xem những cái phụ kiện bên trong của nó nhé. Tai nghe thì mình đeo trên tai rồi, các bạn có thể thấy rồi. Đây là cái hộp đựng của nó được làm cũng khá là đẹp. Mình đánh giá cái hộp này rất là xịn và chỉnh chu. Trong này chúng ta sẽ còn thêm một cái sách hướng dẫn sử dụng này. Chúng ta sẽ xem qua những cái hướng dẫn sử dụng của cái cặp tai nghe này ở đây nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái bộ earhawk như này. Nếu như các bạn chạy bộ hoặc là những người mà đeo vào nó chưa thực sự là bám chắc trên tai thì chúng ta có thể đeo thêm cái earhawk này vào để cho nó bám chắc hơn. Còn với cá nhân mình thì mình có thể đeo cái tai nghe này mà không cần cái earhawk, nó vẫn mang lại cho mình cái cảm giác thoải mái và chắc chắn ở trên tai rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái cáp sạc, một đầu Type-C và một đầu USB. Đây là một cái cáp tiêu chuẩn thôi, cũng không có gì để bàn với nó cả. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái hộp sạc cho cái tai nghe. Nó giống như là cái hộp đựng kính, tuy nhiên rằng là nó bé hơn và thiết kế cái hộp sạc này nó cũng rất là đẹp. Cầm lên thì mình cảm giác rằng nó là một cái hộp sạc cao cấp luôn, chứ không phải là một cái hộp sạc rẻ tiền gì cả luôn. Đây mình sẽ mở ra cho các bạn xem ở bên trong. Phần bên trong thì nó được làm bằng cái phần nhựa mềm giúp bảo vệ cái tai nghe này tốt hơn. Và cái hộp sạc này thì nó có cái logo của Ola này. Phía sau thì nó có cái cổ sạc Type-C. Phía trước có một cái đèn nữa, vậy thôi, không còn cái thông tin gì hết ở đây. Tuy nhiên có một cái điểm chê cho cái hộp sạc này, đó là nó không có sạc không dây. Còn lại thì tất cả những cái thứ mà Ola họ đã làm cho cái hộp sạc này thì mình đánh giá rất là cao. Nó rất là đẹp, rất là xịn và cũng khá là thời trang luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với cái thiết kế của cái tai nghe này luôn. Chúng ta sẽ có một cái cặp tai nghe nhìn nó khá là dị, đúng không ạ? Chúng ta chưa quen với cái thiết kế như này. Và cái phần thiết kế của nó thì nhìn cũng khá là rườm rà, chứ không nhỏ gọn như những cái cặp tai nghe true wireless thông thường, đúng không ạ? Bởi vì cái tai nghe này nó không có đặt ở trong tai, mà nó chỉ đặt hờ lên trên cái vành tai của chúng ta thôi, và nó không bị đặt vào trong tai như là những cái tai nghe của Apple hay là những cái tai nghe true wireless thông thường khác. Chính vì vậy, để cho cái tai nghe này nó có thể giữ chắc được thì Ola họ đã tạo ra một cái thiết kế như này. Và với cái thiết kế này thì họ gọi là đây là cái thiết kế cân bằng trọng lực. Và khi mà đeo chiếc tai nghe này vào thì cái trọng lực nó sẽ được dàn trải đều ra ở cả cái tai nghe này, khiến cho khi đeo lên tai nó sẽ không bị cấn, không bị nặng, không bị ê tai. Chính cái thiết kế này cũng là cái ăn tiền nhất của cái cặp tai nghe này. Nó mang đến cho chúng ta một cái trải nghiệm về một chiếc tai nghe true wireless dạng open ear mà chúng ta chưa từng được trải nghiệm trước đó. Đây, chúng ta sẽ có một cái driver dynamic 16.5mm ở bên trong này. Và với cái cặp loa to như vậy thì nó không cần thiết phải nhét vào cái khoang tai của chúng ta như là chiếc earpod của Apple, mà nó chỉ cần đặt lên trên tai của chúng ta thôi và chúng ta vẫn có thể nghe được rõ cái âm thanh của cái tai nghe này phát ra.
Cái phần Ehoc này nó được làm bằng titan và nó được phủ bên ngoài một lớp cao su giúp cho khi mà đeo lên trên tai nghe thì cái phần cao su non này nó sẽ làm cho cái phần Ehoc này êm ái hơn. Còn cái phần dây titan ở bên trong này nó sẽ giúp cho cái phần Ehoc này có thể tự đàn hồi lại được cái form dáng như ban đầu. Khi mà đeo lên trên tai thì chúng ta sẽ đeo như này. Đó. Chúng ta chỉ cần kéo như này để cho cái tai nghe này nó bám chắc vào trong cái phần khoanh tai của chúng ta. Khi đeo lên trên tai rồi thì cái cảm giác đầu tiên của mình ấy, đó là mình không bị một cái gì đấy nó nhét vào trong tai như những chiếc tai nghe thông thường khác. Cái thứ hai là mặc dù là cái thiết kế này nhìn nó khá cồng kềnh và nó khá rườm rà, tuy nhiên khi mà đeo lên trên tai thì mình lại cảm thấy rất là thoải mái. Và mình đã sử dụng cái tai nghe này trong một cái thời gian rất là lâu để mình kiểm tra xem là khi mà đeo thì nó có bị đau tai, nó có bị cấn tai, nó có cảm giác ê vành tai hay là nó có thể làm cho mình cảm thấy khó chịu không. Thì không, nó không bị như vậy. Nó rất là thoải mái, mình vẫn hoàn toàn có thể nghe được mọi người nói chuyện này, mình vẫn có thể giao tiếp được với mọi người, mình vẫn có thể quan sát được mọi người nói gì. Và trong cả quá trình mình sử dụng hàng ngày, mình đi tập thể dục, mình đi bộ, mình tập gym, mình chơi game, mình xem phim, rồi mình lướt web các kiểu, mình nghe nhạc, mình làm rất là nhiều thứ, thì mình thấy cái thiết kế này thì ra nó rất là hữu dụng. Nếu như mà so với những cái cặp tai nghe khác dạng open ear này ở trên thị trường như là chiếc Stock Open Run Pro này, thì cái sự cồng kềnh của cái tai nghe này nó còn cồng kềnh hơn rất là nhiều. Và trong bài đánh giá này thì mình cũng sẽ có một cái phần so sánh về cái chất lượng âm thanh so với chiếc Stock Open Run Pro này, một trong những chiếc tai nghe dạng open ear mà được rất là nhiều người dùng. Tiếp đó thì mình sẽ nói về cái trải nghiệm sử dụng các phím bấm. Đầu tiên thì mình có thể nói rằng là cái phím bấm của nó rất là nhạy. Và cái trải nghiệm cái phím bấm của nó thì nó cũng được làm khá là hay. Thứ nhất là dừng chạy nhạc thì các bạn sẽ bấm một chạm. Còn để tăng giảm âm lượng thì các bạn vuốt lên vuốt xuống như này. Còn để chuyển bài thì các bạn bấm hai cái. Đấy, nhận cuộc gọi thì các bạn bấm một cái. Cái phần cảm ứng này nó rất là nhạy. Và nó nhạy quá nên là đôi khi là vô tình các bạn chạm vào trong cái phần phím cảm ứng này thì nó có thể làm cho cái tai nghe này nó chuyển bài hoặc nó dừng chạy nhạc. Tuy nhiên rằng là tai nghe này nó có một cái app, và trên app đấy thì nó có thể tùy chỉnh lại cái phím bấm để giúp đỡ bị dừng chạy khi mà chúng ta chạm vô tình hơn. Với cái việc trang bị một cái công nghệ Bluetooth 5.3 mới nhất và có thể kết nối được với hai thiết bị cùng một lúc, thì mình cũng đã thử cái khả năng kết nối của nó, thì cái khả năng kết nối của nó cực kỳ tốt luôn. Nó rất là liền mạch và nó cũng kết nối rất là xa, trong cái phạm vi là khoảng từ 15 đến 20 mét thì cái tai nghe này nó vẫn cho một cái nối rất là ổn định. Và mình cũng thử cái độ trễ của cặp tai nghe này khi mà chơi game và xem phim, thì mình thấy rằng là cái độ trễ của nó rất là thấp và mình hoàn toàn có thể chơi game và xem phim một cách bình thường, không cảm thấy có cái độ delay, độ trễ khi mà mình chơi game xem phim. Nói chung là rất là ok. Còn nói về cái mic của cặp tai nghe này thì mình thấy rằng là cái chất lượng mic của nó được làm rất là tốt, và cái khả năng lọc tiếng ồn ở môi trường xung quanh cũng rất là tốt. Nó loại bỏ đi được cái tiếng ồn tạp âm rất là ok, nên là người ở bên kia nghe rất là rõ ràng. Và đây là một trong những cái sản phẩm mình đánh giá cao về cái khả năng đàm thoại của nó. Xin chào các bạn, hiện tại mình đang test chiếc Oladan OWS02. Và hiện tại thì mình đang ở trong cửa hàng IDU Audio 78 Tân Nghị, và hiện cửa kính đang đóng. Bên cạnh nhà mình thì có một nhà đang sửa nhà, tiếng khoan đục rất là to. Bây giờ thì mình cũng sẽ đi ra ngoài mặt đường để các bạn xem khi mà mình đi ra ngoài mặt đường thì cái chất lượng mic của cái tai nghe này nó sẽ như thế nào nhá. Nó có tốt không để chúng ta có thể đàm thoại rảnh tay khi ở ngoài đường nhá. Ok, hiện tại thì mình đã đi ra ngoài mặt đường Lê Thanh Nghị và có rất là nhiều ô tô xe máy đi qua. Thì ở đây các bạn có thể nghe thấy được là cái chất lượng mic của nó ở ngoài mặt đường khi mà có nhiều ô tô xe máy, rất là nhiều tiếng động cơ, tiếng còi xe, kể cả tiếng phân đục ở bên cạnh nhà nữa, thì cái chất lượng mic của nó như nào đấy, có cả tiếng xe cấp cứu luôn đó. Bây giờ thì các bạn sẽ thấy được là cái chất lượng mic của chiếc Oladan này nó như nào. Ok, cảm ơn các bạn. Còn nói về cái app của cái cặp tai nghe này, thì khi mà chúng ta vào cái app này thì chúng ta sẽ thấy cái thời lượng pin của cái tai nghe này, chúng ta có thể tùy chỉnh lại phím bấm này. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể tắt hoàn toàn cái cảm ứng này. Nó sẽ giúp cho cái tai nghe này không bị chạm vô tình và cái cảm ứng này nó không còn tác dụng nữa. Lúc đấy chúng ta sẽ không bị những cái trường hợp chạm vô tình. Đó, nó cũng khá là hay đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể bật lại trên app này luôn. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng có thể tùy chỉnh lại cái phần equalizer, tăng bass này, default, hoặc là chúng ta có thể chọn chế độ để nghe audiobook, hoặc là chúng ta có thể cắt tầm lại cái chất âm của nó. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể nâng cấp phần mềm, hoặc chúng ta có thể tùy chỉnh lại sự cân bằng âm thanh giữa bên trái bên phải.
Đó, nói chung là cái app này nó cũng có những cái tính năng rất là cơ bản và hữu ích cho chúng ta. Còn nói về cái chất lượng âm thanh của cặp tai nghe này thì đây là cái phần mình muốn chia sẻ nhất, bởi vì cũng từ rất là lâu rồi thì những cái tai nghe được thiết kế theo dạng open ear này đã xuất hiện rồi, đặc biệt là những cặp tai nghe được thiết kế truyền qua xương. Nhưng mà rất là lâu rồi, 6 năm rồi thì đến chiếc tai nghe này, đến cái Ola này với cái giải pháp của họ, với cái công nghệ của họ thì mình mới cảm thấy rằng là cái công nghệ này nó đã chín rồi và cái giải pháp này nó ok, nó giúp cho chúng ta thực sự là nghe nhạc mà gọi là thưởng thức, chứ không phải là chỉ để nghe ra âm thanh như là nhiều cặp tai nghe khác. Mình cũng đã phải mượn một cái cặp Stock Open Ear Run Pro này để so sánh với cái tai nghe này. Đây là một trong những cặp tai nghe cao cấp nhất của cái Stock này và cũng là cái tai nghe mà có cái chất lượng âm thanh tốt nhất của cái hãng Stock này, một trong những chiếc tai nghe Open Ear với cái công nghệ truyền qua xương. Thì cơ bản là chiếc Stock này mang đến cho mình một cái trải nghiệm là đeo khá là thoải mái và nó bám trên tai rất là tốt, và khi mình chạy nhảy thì mình cảm giác rằng là cái tai nghe này nó rất là ok, nó đeo rất là thoải mái và nó cũng không bị vướng víu gì hết. Tuy nhiên rằng là khi mà nghe âm thanh ở trên chiếc Stock này thì mình không hề đánh giá cao luôn. Cái công nghệ tai nghe truyền qua xương này nó vẫn bị hạn chế, nó chưa mang đến cho mình một cái âm thanh nó nhạc tính, nó vẫn hơi bị khô và nó hơi bị thô. Nhưng cái điều đấy thì nó không bị ở trên chiếc tai nghe này. Với chiếc Ola True Wireless này, nó mang cho mình một cái âm thanh có một cái sự nhạc tính, có cái sự dày dặn và có cái sự hấp dẫn khi nghe. Đặt lên trên tai cái là mình đã thấy rằng đây là một chiếc tai nghe nghe nhạc thực sự. Về tổng thể thì đây là một chiếc tai nghe clip on, một chiếc tai nghe open ear có một cái âm thanh khá là trung tính. Cái điểm nhấn của cặp tai nghe này đó chính là cái sự dày dặn, cái sự chi tiết và cái sự cân bằng. Chúng ta sẽ có một cái giải mid là cái giải hay nhất, cũng là cái giải có sự ngọt ngào, có sự dày dặn. Bên cạnh đấy thì cái giải chép của nó cũng khá là tốt. Và với cái thiết kế open ear và với cái thiết kế như này thì nó cho chúng ta một cái không gian âm thanh rất là rộng rãi, thoáng đãng. Chúng ta sẽ không cảm giác như là nghe một chiếc in ear hay là một chiếc earbud, mà chúng ta như chúng ta đang nghe một chiếc full size rất là rộng, rất là thoáng. Và cái việc thoáng đãng và rộng rãi này sẽ giúp cho chúng ta cảm giác không bị bí, cũng như là khi mà chúng ta xem phim hay chơi game thì cái không gian âm thanh nó tạo ra rất là sống động và rất là 3D. Tuy nhiên với cái thiết kế open ear và với thiết kế on ear như này thì chúng ta sẽ không thể đòi hỏi có một cái âm bass rất là lực, rất là bùng nổ được. Chiếc tai nghe này thì nó vẫn có một cái âm bass khá là chắc, nhưng cái lực bass nó không dồn dập và nó không xuống sâu được đến tận lồng ngực như là nhiều cặp tai nghe in ear hay là những cặp tai nghe chụp đầu mang lại cho chúng ta. Tóm lại thì đây là một cặp tai nghe có một cái thứ âm thanh cân bằng và là một cặp tai nghe nghe nhạc hay, có sự nhạc tính với cái sự chi tiết tốt. So với chiếc Stock Open Run Pro này thì âm thanh của nó hay hơn nhiều, thực sự là hay hơn nhiều, nó nhạc tính hơn nhiều. Còn bài đánh giá của mình đến đây là hết rồi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Trời mưa phố xưa buồn tênh, gót mòn tim dương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoát trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương nhân về đâu, tiếng buồn chợt đâu đây vọng đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cuối.